Thì hôm nay MB đã có một bản update mới, nhưng mà tôi đang ốm nên là tôi sẽ không nói được. Bởi vì tôi nói nó khá là khó nghe nên mà thôi. Nếu các bạn nghe được thì thông cảm nhá. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các ông ẩn rút MB mới. MB đang lại tạo ra một cái rào cản cho anh em, cho các bác, cho các ông phá dỡ hết cái quyền tự do của các ông. Rất là khó chịu nhá. Đây này, nó lại báo tiếp. Đây, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các ông làm cách mới. Cách này các bác chưa làm bao giờ vẫn làm được nhá. Thì đầu tiên đây. Đây. Thì cái đấy nó là kiểu rút phát hiện rút mới. Đấy, thấy chưa? Đây, còn nếu mà các ông chưa đấy là cái cách. Các ông thấy giọng tôi nó hơi khác một tí, các ông thông cảm nhá. Ok. Đây, thế nếu là magic thì bình thường nếu mà không ẩn cái Zenilith này đi đây này. Ví dụ cho tôi tắt này đi này. Mở lại MB đây này. Là nó báo cái này luôn, thấy chưa? Cái này là kiểu phát hiện rút cũ. Ok, các ông phải ẩn được cái quyền phát hiện rút cũ rồi đi. Thì bằng ẩn là bằng cách nào? Đối với Magic nhá, Magic 28, thế các ông chỉ việc vào đây kéo xuống, nó có cái phần đi ẩn cái packet name của ấy, Magic ấy, bấm vào xong rồi nhập cái tên bất kỳ vào. Ok, xong rồi sau khi ẩn xong các ông bật Magic này, bật ẩn cái tên ứng dụng Magic, xong nó hiện là Restore này, với ở ngoài nó hiện một cái app trên Android như này. Thì giờ các ông sẽ bật cái Zkick lên, Zkick với Zenilith vào config, bật MB lên, xong khởi động lại máy. Khởi động lại máy xong thì nó sẽ được. Ok đây, đây, ok. Bây giờ sau khi khởi động lại máy nó sẽ được. Đấy, nhưng mà nó mất cái đấy nhưng nó lại hiện cái này. Cái này kiểu phát hiện rút mới, rất là mất dạy của MB nhá. Không phải cái VTAC ngày trước đâu. Ok, thì bây giờ để fit như nào, tôi không lọc vòng nữa. Vì đến cái bước này là các ông thường là sẽ qua cái phát hiện rút cũ rồi. Phát hiện rút mà phát hiện là của VTAP ấy, tức là chưa ẩn một cái gì cả đấy, ẩn ở mức cơ bản nhất hoặc là chưa ẩn một cái gì cả nên nó sẽ không hiện cái chủ VTAP lúc nãy nữa. Chưa ẩn cái gì thì nó vẫn sẽ hiện cái lỗi vừa nãy lúc tôi vừa mở ấy. Ok, tôi không lòng vòng nữa nhé, 2 phút rồi. Đây, tôi sẽ vào công sẽ rút máy dùng app là em để dùng app MT Manager nhé, không dùng Zativer nữa. Zativer một số máy ấy bị lỗi nên tôi dùng cái app này. Ok, bây giờ sẽ vào trình duyệt này. Các ông sẽ tải cho tôi cái tôi sẽ để một cái repo trên GitLab nhé. Các ông sẽ tải cho tôi cái file Philip này, tôi sẽ để dưới mô tả. Đấy, ok, bấm vào đây, bấm vào download. Các ông bấm link rồi mô tả nó sẽ download luôn. Đấy, ok, ấn ok. Ok, cái file này được tôi chỉnh sửa lại để mà qua mặt được cái root nhé, không phải nhét virus vào đâu. Đây, các ông bấm vào đây. File Philip MB này. Đấy. Thì sau khi tải xong thì lần đầu, nói chung là lần đầu các ông vào app thì nó sẽ như này này. Đây, tôi mở lại này. Ok, lần đầu mở app nó sẽ như này. Ông sẽ bấm vào đây, MT Manager, đây tìm cái Google rất nhiều. Ok, ông sẽ bấm vào bên này, ấn ID card này, download này, Philip MB này, đây, Philip MB V2 này. Các ông sẽ bấm vào đây, ba gạch. Đây, bấm 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 sang bên này nhé cho nó hiện cái đường dẫn này nhé. Ok, bấm vào Ajax APK. Ajax APK tìm cái MB Bank. Bấm vào cái phần APK path này, cái data app này để tìm cho nó dễ. Ôi, bấm 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 đấy, ok, nó sẽ ra cái này. Ông sẽ bấm vào đây. Hiện tại cái bản này chỉ mình bản chỉnh sửa này tôi chỉ hướng dẫn để hỗ trợ cho máy ARM64 thôi, tức là máy 64 bit thôi. Máy ARM32 tôi sẽ nghiên cứu sau nhé. Ok, ông sẽ bấm vào Leap này. Hiện tại cái này chỉ hỗ trợ cho ARM64 thôi. ARM các ông đợi mấy nữa tôi sẽ cập nhật thêm. Bây giờ các ông sẽ ở đây quay lại. Ở đây bấm vào đây. Bấm vào lướt từ trái sang phải hai này. Ok. Bây giờ các ông bấm vào đây. Để giữ cái này. Bấm vào chọc. Ok. Ok. Ok phát nữa. Ok. Đây, nó thay rồi đấy. Đây, ông thấy chưa? Nó thay rồi đấy. Bây giờ thì các ông sẽ buộc dừng hẳn hẳn cái app MB Bank đi nhá. Đây này. Buộc dừng hẳn đi nhá, force stop này. Đấy, ok. Force stop hẳn nhá. Mở lại. Thấy chưa? Giờ nó không báo đấy. Bởi vì cái lỗi này nó sẽ thường xảy ra trong khoảng 2-3 lần đăng nhập ấy. Thế bây giờ tôi sẽ đăng nhập thử cho ông xem. Mà tôi sẽ che mật khẩu đi nhé, bởi vì đương nhiên mật khẩu MB thì không ai muốn để lộ rồi.
Không có ai muốn để lộ mật khẩu ngân hàng à? Ok, tôi đã đăng nhập vào đây. Ok, chào mừng luôn, đây là lần đầu tôi mới vào luôn. Ok, thì hiện tại nó đang là phiên bản 6.4.28 đây này. Các bạn có thể thấy đây, hiện tại là 6.4.28. Cái này tôi lấy được sớm hơn từ Google Play API. Các ông thì có thể vẫn đang ở 6.4.27. Các ông có thể lên cái Telegram MB Bundle để tìm cái kênh bản 6.4.28 này, bản mới nhất. Hiện tại thì tôi nhớ không nhầm thì các ông vẫn là đang 6.4.27 thôi, nhưng mà vẫn dùng được cho nhau nhé. Đây tôi sẽ vào cài đặt này. Đấy thì đây là phiên bản mới, là nó sẽ có cái phần không phải cái phần theme, đấy, theme mới này, khá là hay. Đây, ok. Ok, bây giờ ta sẽ force stop vào lại một lần nữa để cho nó chắc nha. Vào hẳn hai lần cho vào hẳn ba lần cho ông xem các bác xem luôn. À, cho các ông xem luôn, quên mất này. Đây ok. Vẫn vẫn chưa báo gì và nó đã hiện sang nền của Loyal. Đợi tôi tí tôi sẽ đăng nhập tài khoản vào. Ok, đăng nhập. Nói chung là con MB này nó rất là không tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Nó chặn rút này là đồng nghĩa với việc là không phải là bảo mật đâu. Cái bảo mật ở đây là người dùng người ta biết bảo mật hay không, người dùng có cài những cái vớ vẩn vào hay không. Thực ra thế điện thoại Android không rút thì chúng ta cài cái app vớ vẩn vào nó vẫn bị mất dữ liệu như bình thường mà, chứ có phải là rút đâu. Rút nó chỉ là thêm một bước bảo mật nữa, à một bước lớp lỗ hổng nữa. Thế nhưng cái vấn đề cái lỗ hổng đấy các ông phải can thiệp, phải dùng những cái module của app này nọ độc hại này nọ kia thì nó mới lấy được thông tin chứ, chứ nếu các ông không 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 dùng thì làm sao nó lấy được, đúng không? Nó chặn này rất là vô lý, tôi rất là ghét cái kiểu này, nên là tôi sẽ cố gắng chiến đấu tới cùng với con MB này. Ok, thì đây đã ẩn. Ok, vào app bình thường, tôi sẽ vào lại một phát nữa, coi như là 8 phút tròn nhá. Ok, phát này chưa force stop, chưa bỏ dừng hẳn. Ok, tôi mở lại phát nữa này. Android 15 thì cái nút này sẽ là cái nút lưu trữ, còn cái nút này là cái nút mở. Đấy. Đây, tôi sẽ đăng nhập lại phát nữa. Ok, đăng nhập. Ok, không báo nữa nhé. Đây, 3 lần đăng nhập rồi nhé các ông nhé. Phiên bản 6.4.28. Ok. Ok nhé, 6.4.28. 6.4.27 vẫn áp dụng được. Ok. Thì ok nhé. Tôi hiện tại đã ẩn rút. Ok. Chúc ông ngủ ngon.